chào cả nhà đã trở lại với kênh của Linh nha. Cả nhà hôm nay Linh ăn cơm với canh chua và cá kho tiêu cả nhà. Cá này hôm qua mẹ Linh cho một khúc cá cá cha cả nhà, kêu bằng cá dồ á. Con này cũng bự lắm, mẹ Linh cắt cho Linh một khúc nè. Cái Linh hái ít rau muống đồng á, với cắt ít bạc hà nè, với mua trái khóm về Linh nấu canh chua cá cha, với còn ít Linh kho tiêu. Bây giờ Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Linh chấm canh chua bằng muối. Linh bỏ muối vô cái dĩa này, Linh cho một ít nước canh chua vô đây. Rồi Linh mời cả nhà ăn cơm trưa cùng với Linh nha. Canh chua rau muống đồng, lúc này trời lạnh lạnh á, rau muống nó mọc tốt. Không biết bữa nay chỗ cái nhà sao chứ chỗ nhà Linh á, chỗ Linh ở á, bữa nay thời tiết nó lạnh hết biết rồi. Tới Noel nè, Noel hăng lay quay cái là cái Tết già thêm một tuổi nữa. Một năm trôi qua nhanh thôi. Chưa mặn được gì cái hết năm à. Cá này thịt dẻ ngon. Cá này bự lắm, 4-5 kg luôn nha. Thịt nó dẻ ngon lắm. Linh thích nấu canh chua có bỏ ít khóm vô ăn nó ngon. Thơm với mùi khóm.
này canh chua lên nấu bằng cơm mẻ. Cơm mẻ nấu canh chua ngon. Cái chất chua của nó dịu chứ không có chua mà chua kiểu chua lè. Mình thích ăn canh chua nấu cơm mẻ hơn me. Bữa trưa của Linh cũng đã xong đó nha, một chén cơm đầy luôn. Ăn cơm với canh chua nó dễ ăn chứ cá kho nè. Video của Linh chia sẻ bữa cơm trưa đến đây cũng xin khép lại nha cả nhà. Cả nhà mà cứ yêu mến kênh của Linh á, vào xem ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ để động viên tinh thần cho Linh nha cả nhà. Video của Linh đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà.